Để cho mình tiếp tục đi vào bài toán khoảng cách phần số 2. Nếu như bài đầu chúng ta chỉ đi khoảng cách từ A tới một điểm bất kỳ thôi, thế thì hôm nay thầy sẽ bật mí đó là cái bài toán gốc 1, gốc 2 đấy, thực tế thì nó dùng được khi nào và khi nào thì nó không dùng được. Đấy. Nếu vậy, như vậy chúng ta đi vào bài khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Ở đây thì ghi là phần số 2. Thế thì phần hôm nay thứ nhất đó là thầy trả lời câu hỏi bài toán gốc dùng khi nào. Vấn đề thứ hai của thầy đó là những cái bài mà không dùng được bài toán gốc thì chúng ta quy về nó như thế nào. Cụ thể mình đi vào phương pháp đầu tiên, thầy gọi nó là phương pháp đổi điểm. Một là mã phương pháp đổi điểm. Phương pháp đổi điểm. Thế ở phương pháp đổi điểm này thì thứ nhất thầy sẽ trả lời câu hỏi đó là khi nào? Khi nào dùng bài toán gốc? Đấy, mình hiểu cái bài này đã. Khi nào thì thầy được dùng bài toán gốc? Ở đây em cùng quan sát hình với thầy. Thế nào vuông góc về đấy? A, B, C, S. Nếu như thầy yêu cầu đó là tính khoảng cách từ A tới S, B, C, bài này dùng bài toán gốc. Nếu như ở đây thầy yêu cầu một câu hỏi khác, đó là thầy gọi đây là Y này. Hãy tính cho tôi khoảng cách từ A tới S, B, Y. Bài này cũng là bài toán gốc. Thế khi nào dùng bài toán gốc? Thầy không biết. Thế nếu bây giờ mà đầu bài yêu cầu đó là thầy có cái điểm M nằm ở đây này. Tính cho tôi khoảng cách từ M cho đến SBC. Bài này không phải là bài toán gốc. Vậy bài toán gốc chỉ được dùng khi và chỉ khi cái điểm cần tính nó là chân đường gạo. A ở đây là chân đường cao. A ở đây là chân đường cao. Vậy mình quy được về bài toán gốc. Cái bài toán mà ở đó mình có thể kể được đường phụ. Còn khoảng cách từ M tới S, B, C không phải bài toán gốc. Lý do rất đơn giản thôi. M ở đây của thầy không phải chân đường cao. Vậy thì khi nào chúng ta dùng bài toán gốc? Chúng ta dùng bài toán gốc khi điểm cần tính nó là chân đường gạo. Thì đó là cái ý đầu tiên thầy muốn diễn đạt ở cái phần này. Em ơi thầy, thế bây giờ cái điểm đó cần tính không phải chân đường cao thì thầy làm như thế nào? À, khi đó thầy dùng phương pháp đổi điểm. Và đây là đổi điểm trường hợp đầu tiên. Ý số 2. Đấy, thầy gọi là đổi điểm 1. Đổi điểm đầu tiên. Đầu bài yêu cầu tính khoảng cách từ M tới một cái mặt phẳng P. Và vấn đề thầy vấp phải đây đó là đây là mặt phẳng P. Mặt phẳng P. Đây là điểm M. Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng P. M ở đây không phải chân đường cao. Mà không phải chân đường cao thì thầy gọi nó là điểm khó. Khó tại vì nó không phải chân đường cao. Và nếu nó là điểm khó thì thầy không kể được đường phụ tới cái mặt phẳng cần tính. Nếu kể được đi chăng nữa
thì nó khó. Thế lên điểm M thầy gọi là điểm khó. Đến đây thì thầy lại nghĩ đó là thế điểm dễ là điểm nào? Thế vào bài thì điểm A là chân đường cao. Và nếu A là chân đường cao thì thầy bảo rằng đó là điểm dễ. Ở trên bài thì A ở đây của thầy là điểm dễ, M ở đây là điểm khó. Khó thì không kể được chân đường cao, có kể được thì bài đó khó quá. Thì lúc đó thì tư duy đó là ước gì có thể quy từ M về A. Mà nếu quy như vậy thì A ở đây là điểm dễ. Khi quy từ M về A thì thầy gọi con đường là con đường. Đây là con đường khó, dễ. Con đường giúp thầy có thể tính được những điểm không phải là chân đường cao. Thì nhờ cái điểm là chân đường cao tính hộ. Ý thầy muốn nói rằng mọi bài ngày hôm nay đều quy về kiến thức của buổi ngày hôm trước. Vậy thì muốn làm như vậy thì ở đây thầy có đó là ở đây thầy có AM này song song với mặt phẳng P. Thì thầy suy ra khoảng cách từ A tới mặt phẳng P thì bằng khoảng cách từ M tới mặt phẳng P. Điều này cực kỳ hiển nhiên. Nếu bây giờ thầy có này, cánh tay của thầy song song với mặt bàn thì mọi điểm trên cánh tay của thầy khi tính khoảng cách tới cái mặt bàn thì nó bằng nhau. Tuy nhiên điểm A là điểm kẻ được khoảng cách, vừa kẻ được vừa tính được. Còn điểm M thì không. Đấy. Và đó là khi thầy có một cái chú ý ở đây. AM song song với P khi nào? AM là đường, P là mặt. Thế thì mình lại có một cái kiến thức gốc, đó là đường thẳng song song với mặt bằng như thế nào. Thì ở đây để chú ý một cái cơ sở nhỏ nhỏ, đó là nếu delta song song với D mà D thì lại nằm trên P thì delta sẽ song song với P. Để chứng minh một đường song song với một mặt thì hãy chứng minh đường đó song song với một đường thuộc mặt phẳng đấy. Vậy thì kiến thức của ngày hôm nay nó đi vào bài toán như thế nào? Thầy cho mình hãy làm quen ở bài đầu tiên để chứng minh tư tưởng phương pháp đổi điểm 1 của thầy ngày hôm nay. Thầy cho mình đi vào bài đầu tiên để ứng dụng phương pháp đổi điểm của thầy ngày hôm nay. Đấy. Để xem thực tế phương pháp đổi điểm, cái hồn, cái bản chất nó là cái gì. Em hiểu một dòng đầu tiên thôi, nghĩa là hôm nay em đã hiểu bài của thầy rồi. Còn 90% của ngày hôm nay nó là kiến thức nền tảng của đúng video trước đây. Đấy. Thế nếu như hôm nay em nghe không hiểu thì tốt nhất em xem lại cho thầy khoảng cách phần 1 nhá. Đấy. Tất cả mọi thứ nó đều có cái nền tảng bản chất riêng của nó. Cho hình chóp SABCD với SA vuông góc với đáy. Đáy thầy cho là hình vuông cạnh bằng A. SA bằng A nhỏ. Tính khoảng cách từ B tới mặt phẳng SCD. Nào chúng ta cùng vẽ hình nào. Đấy thầy cho là hình vuông. SA vuông góc với đáy. A, B, C, D, S. Tính khoảng cách từ B tới mặt phẳng S, C, D. Thầy Nam nghĩ gì? Điều đầu tiên thầy nghĩ đó là B là điểm khó. Vì nó có phải trên đường cao đâu. Nên B của thầy là điểm khó. A của thầy là điểm dễ. Vì A của thầy là trên đường cao. Vậy thì để tính khoảng cách từ B tới SCD thì không tính ngay.
thầy nhờ điểm A tính hộ. Và thầy quy từ điểm khó, quy về điểm dễ. Thầy quy từ điểm B, quy về điểm A, SCD. Và điều quan trọng nhất đó là đi từ B đến A thông qua con đường khó dễ. Con đường này song song với CD. Vậy thì khoảng cách từ B tới SCD là bằng khoảng cách từ A tới SCD. B giống như khuỷu tay của thầy, A giống như đầu tay. Vậy thì khi cánh tay của thầy song song với mặt bàn thì khoảng cách từ đây tới mặt bàn bằng khoảng cách từ kia tới mặt bàn. Và cách trình bày của thầy nó như sau. 90% là kiến thức đã được học rồi. Thật vậy. Ở đây thầy có, thứ nhất đó là thầy có BA song song với CD. Mà CD thì nằm trên SCD. Từ đây thầy suy ra BA song song SCD. Vậy thì mình suy ra khoảng cách từ A tới SCD chính bằng khoảng cách từ B tới SCD. Ở đây thầy chuyển sang ý thứ hai. Để tính khoảng cách từ A tới SCD thì em xem kiến thức buổi ngày hôm trước. Đấy. Khoảng cách từ A tới SCD, D của thầy vuông. Vậy bài này thuộc bài toán 2. Mình kẻ một đường phụ duy nhất. AH vuông góc với SD. Cạnh này bằng A, cạnh này bằng A. AH của thầy bằng A trên căn 2. Chứng minh tuần tự chúng ta thông qua 3 bước như sau. Bước đầu kẻ đường phụ. A, tính khoảng cách từ A tới SCD. Đầu tiên là kẻ đường phụ. Kẻ AH vuông góc với SD điều 1. Tiếp theo ở đây thầy sẽ chứng minh vuông góc. Thế trong bước chứng minh vuông góc thì CD vuông góc với AD, CD vuông góc với SA. Vậy thì CD vuông góc với SAD. Mà AH thuộc SAD. Vậy thì từ đây thầy suy ra CD vuông góc với AH. Điều này là điều số 2. Thế từ đây thầy suy ra là AH vuông góc với SCD. Thì khoảng cách từ A tới SCD chính là bằng AH. Vậy ý tiếp theo của mình đó là làm sao mình tính được AH thôi. AH thì em tự tính cho thầy. AH thì bằng A trên căn 2. AH chính là khoảng cách từ A tới SCD. Mà khoảng cách từ A tới SCD chính là khoảng cách từ B tới SCD. Vậy thì từ đây thầy kết luận đó là vậy. Khoảng cách từ B tới SCD chính là bằng A trên căn 2. Đây là bài hôm trước. Và đây là ngày hôm nay. Đấy. Vậy nếu em hiểu được dòng đầu tiên của thầy, nghĩa là cả bài ngày hôm nay, em đã thành công. Và đây, để chứng minh được cái tư tưởng đó thì có lẽ chúng ta phải đi thêm một bài nữa. Một bài thì chưa thể sâu sắc được. Thầy cho mình sẽ chuyển sang bài số 2. Thầy cho mình cùng đi vào bài số 2 để chứng minh phương pháp đổi điểm của thầy. Ở đây thầy cho hình lập phương cạnh bằng A. Tính khoảng cách từ D tới mặt phẳng A'BC. Trước khi đi bài 2, thầy muốn nhắn gửi với em một điều. Đó là tất cả những bài khoảng cách thầy dạy trong chuyên đề này, nó thực sự chỉ là một bài thôi. Một bài và thầy lồng cái bài đó vào trong những khối hình khác nhau. Khi nào em nghe hết chuyên đề khoảng cách và em thấy được rằng tất cả bài của thầy Nam chỉ là một bài thôi, thì khi đó em hiểu hình, cấm hiểu bài trên bảng. Nha. Cho hình lập phương ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Có các cạnh bằng A. Tính khoảng cách từ D tới mặt phẳng A phẩy, B, C. Thế thì ở đây nếu như em tưởng tượng thì B phẩy, C phẩy, D phẩy thì nó là cái điểm thừa.
Và khi em tưởng tượng như vậy thì thực tế hình của thầy chỉ là A phẩy A B C D. Và đó là hình chóp. Hình chóp bên trong một hình lập phương. Đấy. Nếu vậy thì A của thầy chính là điểm dễ. Còn D của thầy chính là điểm khó. Vì sao thầy ơi? Vì A là chân đường cao, còn D thì không phải. Và từ đó thầy sẽ quy từ D về A bằng con đường khó dễ AD. Mà AD thì lại song song với BC. BC nằm trên A'BC. Vậy thì từ đây suy ra AD song song với A'BC. Ở đây nó song song thì sao hả thầy? Thì khoảng cách từ D tới A'BC bằng khoảng cách từ A tới A'BC. Bây giờ thầy chỉ cần tính đó là tính khoảng cách từ A tới A'BC. Khoảng cách từ A tới A'BC. Em hãy nhìn ra một khối hình con bên trong cái hình lập phương của thầy. Ở đó em sẽ nhìn thấy mẫu số 2. Bài toán số 2 của thầy. B của thầy vuông. Vậy thì chúng ta chỉ cần kể AH vuông góc với A'B. Thì thầy đã có khoảng cách cần tìm. Mặt đằng sau là một hình vuông, vậy nối B' với A. Chúng ta sẽ ra được đường vuông góc. Thôi thầy thì nối như này thôi. Vậy ở đây thầy kể AH vuông góc với A'B. Điều 1. Thầy lại có BC vuông góc với AB. BC vuông góc với AA phẩy. Từ đây suy ra BC vuông góc với A phẩy AB. Thế nhưng thầy lại có đường AH nằm trên A phẩy AB. Vậy thì BC vuông góc với AH. Điều số 2. Từ 1 và 2 mình suy ra AH vuông góc với A phẩy BC. AH vuông góc với A'BC. Mà nếu vuông thì thầy lại suy ra khoảng cách từ A tới A'BC thì nó bằng AH. Vậy AH chính là đường cần tìm. Và để hiểu cách chứng minh và hiểu tại sao thầy kể được như vậy, em xem lại video khoảng cách phần 1 cho thầy. Và giờ thầy chỉ cần tính AH thôi. Mà cạnh này của thầy bằng A, cạnh này của thầy bằng A. Vậy AH ở đây chúng ta tính khéo thì nó bằng A trên căn 2. Tam giác A'AB vuông rồi. Nên thầy không muốn trình bày lại cái cách tính AH nữa. Mà ở đây em tính toán khéo em sẽ ra được AH bằng A trên căn 2. Vậy khoảng cách từ D tới A'BC bằng A trên căn 2. Và đó là phương pháp đổi điểm. Thầy vẫn muốn có bài số 3 nói về phương pháp này. Thầy cho mình cùng đi vào bài số 3. Hãy dừng video lại khi em chép được đầu bài của bài 3. Rồi xem kết quả của thầy nhé. Thầy cho mình cùng chuyển sang bài số 3. Ở đây thầy sẽ lồng bài toán 1 cộng với bài toán đổi điểm. Chúng ta có một cái hình như sau. Cho hình chóp SABCD có SA vuông góc với đáy. Tứ giác ABCD là hình thoi cạnh bằng A. AC cũng bằng A nhỏ. Thì ở đây thì có lẽ rằng thầy cho thêm dữ kiện đó là SBA bằng 60 độ. Tính khoảng cách từ B tới mặt phẳng SCD. Thế đáy của thầy là hình thoi thì thầy vẫn cứ vẽ là hình bình hành thôi. Thì ở đây thầy vẫn vẽ nét đầu tiên là nét dài nhất và là nét đứt. Đấy. Thế đây chúng ta sẽ đi xuống. Đấy. Đổ ra này. SA vuông góc với đáy. Một đường. Hai đường.
A, B, C, D, E này. Cạnh bằng A. Tính khoảng cách từ B tới mặt phẳng S, C, D. Thì điểm B của thầy là điểm khó rồi. Thì thầy quy ở đây là thầy quy từ điểm B về điểm A. Thế khi quy từ điểm B về điểm A thì ở đây thầy nghĩ nó như này. B tới S, C, D. Và bây giờ mình quy từ B về A tới S, C, D. Thì mình nhìn, mình quan sát. Thế thì ở đây mình thấy được rằng là BA này, BA này. BA thì lại song song với CD. Ừ. Nếu BA song song với CD thì ở đây khoảng cách này là khoảng cách song song. Thế khoảng cách song song thì thầy lại đặt ra vấn đề, nó là khoảng cách từ A tới SCD thì tính như nào? S là đỉnh rồi. Vậy mình nhìn tam giác ACD. A là điểm cần tính, vậy CD có vuông không? Thế thực tế ở đây là CD của thầy nó không vuông. Mà góc này còn bằng 60 độ cơ. Đấy. Thực ra thì hình thoi của thầy nó có hình dáng đấy. Nó rất là giống với đề khối D 2013. Ở đó đáy là hình thoi. Đấy. A, B, C, D. Thế hình thoi là hình có 4 cách bằng nhau rồi. Tam giác đề cân này. Tam giác cân này. Thế ở đây các cạnh đều bằng A. Thế tự nhiên ở đây thầy lại cho dự kiện đó là AC, thầy lại cho bằng A. Vậy nó dẫn tới là hai cái tam giác này là hai tam giác đều. Nếu hai tam giác này là hai tam giác đều thì góc C của thầy nó là không vuông, góc D là không vuông. Vậy bài này chúng ta sẽ phải kể theo bài toán 1, kể giống như góc 1 vậy. Có nghĩa là ở đây thầy sẽ kể AI vuông góc với CD. Đấy. Và AH vuông góc với SI. AH vuông góc với SI. Trong đó ở đây thì AI là đường cao của tam giác đều. Thì ở đây AI nó bằng A căn 3 trên 2. Góc này thầy cho 60 độ. Cạnh này bằng A. A nhân tan 60 độ thì SA của thầy là bằng A căn 3. Thế thì hai cạnh biết thì thực tế tam giác của thầy nó trở thành tam giác như này. A, I, S, A căn 3, A căn 3, trên 2. Thế thì ở đây thầy sẽ tính được AH. Vậy thì cái bài toán định hướng chung nó là như vậy. Thế thì thầy trình bày lại theo cái tư tưởng của ngày hôm nay. Đó là thầy chuyển từ điểm B về điểm A. Vậy BA sẽ song song với CD. CD nằm trên SCD. Vậy thầy suy ra AB song song với SCD. Hay nói cách khác, khoảng cách từ B tới SCD sẽ bằng khoảng cách từ A tới SCD. Ồ, thế bây giờ thầy chỉ cần tính khoảng cách từ A tới SCD thôi. Khoảng cách từ A tới SCD bằng. Thế thì đầu tiên chúng ta chỉ cần kẻ đường phụ, nó là kẻ AH, AI vuông góc với CD và AH vuông góc với SI, điều 1. Thầy chứng minh lại thì ở đây thầy chỉ viết lại thôi. Vuông góc CD ở đây thì vuông góc với AI, CD thì vuông góc với SA. Vậy thầy suy ra là CD vuông góc với SAI. Mà thầy lại có AH thuộc vào SIE. Vậy thì thầy suy ra CD vuông góc với AH. Thế thì từ 1 và 2 mình suy ra AH vuông góc với SCD. Mà AH vuông góc với SCD rồi thì thầy lại suy ra khoảng cách từ A tới SCD nó bằng ở đây, nó là nó bằng AH. Đấy, nó bằng ở đây thì nó bằng AH. Thế khi ra được AH rồi thì em tính được cho thầy AH nữa là xong. Khi mình tính được AH rồi thì mình suy ra khoảng cách của A. Khoảng cách của A tính được ra rồi thì mình suy ra được khoảng cách của B. Ở đây thì thầy nhẩm nhanh. Một chia cái này bình phương thì
thì nó sẽ bằng 4 phần 3. Chia cái này bình phương thì nó bằng 1 phần 3, 5 phần 3. Vậy AH ở đây là sẽ bằng A căn 3 trên căn 5. Và đến đây thì kết luận nó là vậy. Khoảng cách từ B tới S, DC thì bằng A căn 3 trên căn 5. Và nếu như em nhìn được cái bài này thì nó giống như bài 1 của khoảng cách phần 1 mà thầy làm buổi ngày hôm trước. Vậy thì hãy nhìn ra được cái cốt lõi của vấn đề. Em sẽ thấy mọi đường phụ thầy kể ngày hôm nay thực tế nó là một bài. Chúc các em nhìn ra điều tinh tế của buổi ngày hôm nay. Thầy cho mình sẽ gặp nhau ở bài tiếp theo.